Linh xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại Linh đang quay cái video này là 12 giờ rưỡi đêm rồi. Mà Linh ở trên lầu, Linh nghe cái gì rục rục ở dưới đây, Linh xuống Linh coi thử. Thì ra là anh nhà Linh đang chuẩn bị giặt đồ. Sẽ quay cái cách ảnh giặt đồ thử coi nó có cái gì khác mình không ha. Thử coi đàn ông giặt đồ có khác gì phụ nữ không ha mọi người. Thì ở nhà Linh là cái việc giặt đồ là ảnh phụ trách. Linh thì xếp đồ, cho nên là để Linh coi thử coi là ảnh giặt đồ như thế nào nha. Bây giờ giặt đồ, bây giờ mấy giờ rồi mà giặt đồ? Trời ơi, rảnh làm gì đâu. 12 giờ đêm giặt đồ đỡ tốn tiền ha. Làm biết không giặt, giờ giặt thôi chứ 12 giờ đêm gì. 12 giờ đêm giặt đồ đỡ tốn tiền á. Thì sau 8 giờ, 9 giờ giặt đồ đỡ tốn tiền. Quán làm gì chi vậy? Lấy tem quậy xà bông cho nó tem cho nhanh, nếu mà đang tẩy dính cái đồ nó khỏi bị ngứa. Thì khi cái máy để nhiều quá nó không có can hết gì nó sử dụng thôi đúng không? Nó cho can cho mình dự bị thôi. Nhà mình là phân chia rõ ràng nha, người giặt đồ, người xếp đồ, người kiếm tiền, người xài tiền. Thì mình làm hai cái việc sau. Mình xếp đồ với lại mình xài tiền. Ok, bye, have fun. Chúc Linh ủi đồ đúng không? Được. Em quay ủi đồ ha, anh ủi đồ hay lắm á. Anh ủi đồ là em quay là sẽ có nhiều người thích anh luôn hơn ghét em luôn á. Anh là professional, anh làm mấy chục năm ủi đồ mà. Đâu còn đi giặt áo dry clean đâu. Chỉ giặt quần với áo vest thôi chứ còn áo sơ mi là không giặt. Giặt cái nhà. Áo sơ mi giặt riêng ha. Áo sơ mi này là mua ở Việt Nam á, cái vải nó tốt lắm, giặt cả năm trời, 2-3 năm trời mà còn nguyên à. Nhưng mà phải mua đúng hiệu, chút anh chỉ hiệu cho. Ủa anh có áo sơ mi màu không hả? Không có áo trắng hả? Trắng nhiều lắm chứ, mỗi cái 10 cái, mỗi cái 5 cái, 10 cái. Ủa trắng giặt riêng, màu giặt riêng hả? Trắng màu giặt luôn, nó không có ra màu, cái loại áo sơ mi này cho nên nó dễ tốn, nó không ra màu. Trời ơi, áo sơ mi của anh chắc 100 cái luôn á hả? Anh có giặt thuốc xả không? Không, anh không có dùng mấy cái đó. Cái đó thơm, khỏi ủi, tao quên khỏi... Còn nó mất mình sấy rồi mình cũng bỏ sơ phở chế thơm. Sấy thì mình nghe mình có giấy mềm rồi. Ấm mười lăm chưa ta? Giặt trong vòng bao lâu là xong vậy? 15-20 phút. Ok, chút nữa xuống sấy mình sẽ quay sấy luôn nha. Người này chuyên giặt đồ với lại ủ đồ và sấy đồ. Hello. Hi. Ủa bà chưa ngủ hả? Đừng có lại gần cái bà ngủ, nó đừng có đụng cái bà ngủ cái ba nha, lại gần được chứ không bị đụng, tại nó nóng phải không? Đây là người bà ngủ áo, chuyên gia ủ đồ. What happened? Trời ơi sao nó bị chảy vậy? Đừng có đụng cái ai mà cái ai cũng đang nóng mà. Trời, cái này sao mà anh không thấy mới vậy? Cái này á là cái đồ cũ rồi mấy năm rồi, nó có miếng xốp mỏng thôi. Nó ủi đồ rất, xin ra con, nó ủi đồ rất là ngon. Cái đồ mới bây giờ nó không có có ngon, với lại cái bản mới bây giờ nó bự quá. Nó làm cái áo anh không có vừa. Cái này anh dùng toàn tiện tay. Ủa anh ủi gì trước? Anh ủi hai cái mặt áo trước, xong ủi cái lưng, xong ủi hai cái tay. Mà phải dùng cái nước để xịt, mà phải dùng nước uống á, chứ dùng nước trong cái sinh á, hay trong cái giòi á, của nhà á, là nó bị ten. Là nhiều khi lâu ngày là cái áo nó bị đổi màu hay nó bị ten, nó xấu lắm, cho nên cái áo này là khoảng chừng chắc cũng 2-3 năm rồi ha. 3 năm rồi đó. Ngày nào cũng mặc á, mặc 5 ngày tuần á, mà nó cũng còn đẹp. Ủa sao bị dính cái màu gì đây vậy ta? Em không bao giờ em ủi được nó thẳng hết mấy cái góc này. Em không bao giờ em làm được. Không bao giờ làm cái này được. Phải làm từng cái từ từ thôi. Ơi. Cái bằng ủi này là các em ủi nóng thì dính màu cho mình, dính vô cáo này để anh để ý. Em đâu bao giờ em ủi đồ đâu. Xong ủi bẻ lưng vậy thôi. Đâu có cần đi ra cho chị với em ủi cái tay áo làm sao có phải. Từ từ. Không có cần đi dry clean. Đi dry clean tốn tiền. Dry clean là giặt ủi. Giặt ủi á. Một cái gì nó lấy tới 3-4 đồng lận. Ủi đồ hay là giặt? Giặt ủi á. Giặt xong ủi luôn á. Đi giặt ủi là người ta giặt hấp á, giặt sấy á. Chứ ai mà giặt. Một cái áo là 3 đồng. 3 đồng mấy 4 đồng. Một ngày một tuần mặc 5 cái là thấy hết đó. Cả còn còn khoảng từ 20 rồi. Trời ơi, chứ miệng quá chứ. Bây giờ đủ trên giữa trước xong ủi bên mé. Bên cái nét của cái đường dây này, cái liền này thấy chưa? Ủi cái nắp. Gái ho nha. Bữa nay ăn cái gì? Ăn bắp hay ăn cái gì? Ăn dầu sao ho vậy? Cái dầu cái tay. Cái tay là khó ủi nhất luôn. Không, tay là cũng dễ nhất luôn.
cái hiệu này á, là cái áo hiệu này á, là dễ ủi lắm. Nó mặc slim, nó mặc bó gọn, nó không bị sùng phồng phình cho nên nó rất là dễ. Nhưng mà muốn ủi cho cái tay dễ là phải lấy cái ly nó ra. Nó có ly đây nãy giờ, cái mặt ly này phải nằm trên. Đó, xong mình bắt từ cái ly này á, mình đẩy qua. Giờ nó cái ly này nó dễ anh, nhưng mà cái ly này nó khó nè. Thì em từ, ủi nó từ, mà nó từ từ. Không bao giờ méo được hết trơn á. Cái ly này không có bằng nó, nó méo mấy chút xíu cũng không có sao. Chỉ lấy cái ly đó thẳng vậy là được rồi. Xịt nước uống vô. Đó, xong bắt đầu từ cái ly này đi lên. Đi lên cái ly này trước thấy chưa? Đi lên xong đi qua đây. Đó, xong tóm gọn lại, xong đi xuống cái này. Em uống cái kia thế nào nó không ra 2 ly, em không thể nào uống nó ra 1 không ly. Có thể nào mà 2 ly được hết trơn á, làm giống kiểu này là không có ra 2 ly. Đó, vậy là xong rồi đó. Xong cái mũi vô trong góc này hả? Mũi vừa cái mũi vô cái góc. Xong rồi kéo này ra, có đừng nóng con. No, those are drinking water so I can iron the shirt. Don't touch the iron, it's hot. Đó, giờ đuổi cái tay áo cho nó đẹp. Mặc cái áo này vô, mặc vô ủi kiểu này để người ta nhìn thấy sang trọng. Ok, cái hiệu áo nè. Hiệu áo ở Việt Nam nè. Novelty. Phải là regular fit nha, cho mấy người ấm ấm á. Đó. Size 39 hả? Size 39 là anh là nhỏ con 39 mà nếu người nào bự bự xíu là 40, 42, 45 thí dụ vậy. Nhưng mà phải là regular fit thì ủa, nó ôm người. Em nhớ anh mua mà hiệu Việt Tiến mà. Việt Tiến hồi xưa dởm rồi, cái đó không ngon bằng cái này. Cái này ngon hơn nhiều. Cái Novelty này nó ngon hơn nhiều. Cái này thì là cổ chừng 2-3 năm rồi, cổ nó ra mồ hôi thì nó ra hơi vàng vàng xíu nhưng mà mấy cái màu thì không có thấy được. Hôm nay uống một cái thôi hả? Thôi một cái, hôm nay một cái thôi, đâu uống nhiều chi. Daddy, I'm gonna do the spraying if you need any spraying, okay? Đã xong rồi con ơi. Giặt rồi, bây giờ phải sấy ha. Em thấy, em mỗi lần em sấy, để em hỏi nè. Mỗi lần em sấy em lôi đống đồ này ra đúng không? Ừ. Nó không nhìn nó rờ, nó dính vô nhau, vậy khi em bứt nó muốn rách đồ luôn á. Thì mấy chừng tự nhiên cái. Ồ, vậy là khi em bỏ đồ vô là vậy nè. Thường thường người ta bỏ đồ vô, người ta cứ bỏ gì thôi. Người ta không có để ý là nó chạy tùm lum vậy nè. Em phải bỏ vô một chỗ gì thôi, không? Bỏ vô một chỗ từng cái không bị dính, hiểu không? Chứ em bỏ tùm lum vô vậy nè. Nhưng mà lúc nó quay nó bắt cũng dính thì thôi. Thì có vẻ nó sẽ dính, nhưng không dính nhiều như là em tưởng thế chứ. Em bỏ từng cái một chỗ thôi, đừng có để nó rảy ra. Nó một áo mà nó ra nhiều vậy thì nó sẽ ít hơn. Còn nếu mà tốt nữa thì lấy cái áo ra xong mình nhổ xuống cái xong muốn quẩn luôn rồi sấy là nó khô. Sấy nó ấy nó thẳng hơn, còn nó con bị nhanh nhiều. Nó nhiều như này. Cái thêm ảnh thì tốt quá mà. Em nhớ hồi xưa mỗi lần giặt đồ anh hay lựa màu ra lắm mà. Cũng còn mấy cái áo nó cũ rồi này nè. Mấy cái bản này không còn lựa màu, không ra màu luôn hả? Không ra màu, mình bỏ ra giặt luôn lần tiên là nhiều không ra màu. Cái hàng này mất tiền ở Việt Nam mà. Việt Tiến á hả? Không phải Việt Tiến. Tiếng này giống lắm. Hồi xưa nó chưa có hiệu này. Mười mấy năm trước nó Novelty. Novelty chất lượng vải rất tốt, mặt nó rất là mát. Tiếng giống lắm. Tiếng hàng rẻ, cái hàng mắc tiền. Cái này cũng chừng 200 cái, 200 ngàn, 300 ngàn cái. Hay mấy trăm cái, 200. Còn nó bán áo sẵn thôi, em bán lại. Bán áo sẵn chứ. Ờ, đúng rồi, size 39. Có size sẵn chứ, mình lựa size mình thôi. Thì thường anh giặt áo sơ mi, anh giặt một mình áo sơ mi thôi. Nhưng bữa nay áo sơ mi ít quá nên bỏ nó trắng giặt chung luôn. Cho đỡ tốn điện. Phải mua nhiều đồ. Đồ đi làm phải mua nhiều đồ để mình ra mình để đó. Cho nó đầy nhã mình giặt luôn chứ nè. Chứ mua một hai cái là rất là phí tiền điện. Cũng như không à. Vừa mặc xong hết phải giặt, phải sấy, giặt phải sấy là không có đủ đồ phải không? Ừ. Cho nên mua nhiều đồ là vậy. Tốn tiền lúc ban đầu thôi nhưng mà nó thoải mái tiền điện nó nhẹ hơn. Anh không có bỏ cái bên thuốc thơm hay thuốc mềm là đồ tại gian dùng đi. Cái sấy mềm rồi bỏ cái sấy mềm rồi vô thì nó cứ mềm thôi. Xong rồi trước khi cái sấy thì rút cái này ra cho nó khỏi bị mấy cái dơ này ra bỏ thùng rác thì thôi. Chứ nó đầy quá thì nó không khi nó bị không có được nóng phải không? Nó thoáng. Xong nghệ thuật giặt đồ và sấy đồ tới đây là chấm dứt. Mọi người thấy anh nhà của Linh giặt đồ với lại sấy đồ và ủ đồ có chuyên nghiệp không? Có gì mọi người đóng góp ý kiến nha. Linh xin dừng video tại đây luôn ha. Chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Bye bye mọi người.